Sức nóng của nữ hoàng nước mắt ở Việt Nam không thể đùa được khi đến nay. Cư dân mạng Việt còn lựa chọn những gương mặt phù hợp để đảm nhận các nhân vật trong Queen of Tears nếu bộ phim này có phiên bản Việt. Bộ phim Hàn Quốc Queen of Tears, Nữ hoàng nước mắt hiện đang gây ra cơn sốt không chỉ tại các quốc gia châu Á, mà ngay cả khán giả, truyền thông Âu, Mỹ cũng dành sự quan tâm vô cùng lớn cho tác phẩm này. Khai thác những mô típ tưởng chừng quen thuộc như drama giới tài phiệt, tình yêu bất chấp rào cản địa vị, bệnh hiểm nghèo. Nhưng Queen of Tears không hề mang tới cảm giác cũ kỹ. Trái lại, nó là một tổng thể đột phá đầy mới mẻ, mang đến những câu chuyện phá vỡ các quy ước cũ đã ăn sâu vào tiềm thức của những khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn mấy mươi năm qua. Ngay từ cốt truyện ban đầu, người xem đã có thể lường trước bộ phim sẽ diễn biến như thế nào. Tình cảm của cặp đôi sẽ dần dần mặn nồng trở lại và cùng nhau đối mặt với căn bệnh của Hae-in, Kim Ji-won. Cũng có thể sẽ xuất hiện người thứ ba chen vào mối quan hệ của họ, hoặc có thể tờ giấy ly hôn được giấu kín của Hyun-woo sẽ bị phát hiện đúng lúc tình yêu đang quay trở lại. Đến thời điểm này, Nữ hoàng nước mắt không khác nhiều so với dự đoán nói trên. Tuy nhiên, bộ phim vẫn ghi điểm vì biết nắm bắt tâm lý khán giả. Cảm giác phấn khích khi gặp người yêu lần đầu tiên hay trải nghiệm mất đi một người thân là điều mà bất cứ ai ở bất cứ quốc gia nào cũng đều phải trải qua. Tất cả những cảm xúc ấy đã được miêu tả rất thuyết phục trong Nữ hoàng nước mắt. Bên cạnh đó, những câu ngôn tình đúng kiểu phim lãng mạn Hàn Quốc cũng đã phát huy tối đa tác dụng trong việc chinh phục người xem. Không chỉ dừng lại ở việc quan tâm đến dàn diễn viên Hàn, mới đây, cư dân mạng Việt còn lựa chọn những gương mặt phù hợp để đảm nhận các nhân vật trong Nữ hoàng nước mắt nếu bộ phim này có phiên bản Việt. Rất nhiều diễn viên nổi tiếng đã được nhắc tên nhưng phản ứng của cư dân mạng lại không mấy tích cực. Với vai Hae-in của Kim Ji-won, người mà khán giả Việt lựa chọn là nữ diễn viên xinh đẹp đang rất nổi tiếng Phương Anh Đào. Nhiều người khen ngợi, cho rằng nữ chính phim Mai sở hữu nét đẹp không thua kém gì Kim Ji-won. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng Phương Anh Đào khá hạn chế ưu điểm xứng tầm với nhân vật này vì cô thiếu nét sang chảnh cần thiết để đóng vai một tài phiệt. Trong sự nghiệp của mình, Phương Anh Đào cũng chỉ toàn đóng những nhân vật có gia cảnh bình thường, thậm chí là rất nghèo. Có Phương Anh Đào thì có luôn cả Tuấn Trần. Tuy nhiên, vai Hyun-woo của Kim Soo-hyun có lẽ không hề phù hợp với nam chính Mai. Cư dân mạng để lại rất nhiều bình luận cho rằng với diễn xuất và diện mạo của mình, Tuấn Trần chắc chắn sẽ phá hỏng hình tượng Hyun-woo nếu chuyện remake là có thật. Vai phản diện Eun Sung của Park Sung-hun được khán giả Việt bầu chọn cho Quốc Trường. Đây có lẽ là nhân vật được ủng hộ nhiều nhất bởi lẽ Quốc Trường vốn sở hữu diện mạo đúng chuẩn best boy giàu có. Trước đó, anh cũng từng đảm nhận những vai phản diện hoặc có tâm lý méo mó tương tự Eun Sung. Dẫu biết topic này chỉ mang tính giải trí nhưng khi xem nó, khán giả vẫn không mấy hài lòng. Bên cạnh những bình luận so sánh dàn diễn viên Hàn, Việt thì nhiều người cũng hy vọng một tượng đài kinh điển sẽ không bị phá hỏng bằng bất cứ cách thức nào. Cư dân mạng còn nhắc đến bộ phim Hậu duệ mặt trời, một tác phẩm kinh điển nhưng trở thành trò hề trong mắt nhiều khán giả khi nó có bản Việt.